Kìa bạn chị có một tí cá gì nó đen bên này nè. Cá ngát của chú anh chị ơi. Đây nè. Cá này, từ ư. Cá nó đẹp quá mà nước nó cũng không chảy ra nổi luôn của chú anh chị này. Hi, dạ em chào cô chú anh chị và các bạn. Lời nói đầu tiên cho em Quốc gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn đã ghé kênh của em. Hiện tại thì Quốc đang có mặt tại bãi biển của quê em nha cô chú anh chị. Bãi biển này thì thuộc thôn Tây Sơn Đông, thuộc xã Di Hải của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Hôm nay thì bà con quê em cũng đang kéo cá, kéo lưới rồng đó cô chú anh chị. Lưới rồng quê em thì mấy hôm nay nó cũng có cá lại rồi, chứ không vắng như lúc trước nữa. Này, hôm nay em sẽ ra quay những mẻ lưới rồng trống cho cả nhà mình xem nha. Hy vọng là mẻ lưới rồng hôm nay sẽ tràn đầy cá và tràn đầy tiền để cho bà con ngư dân của em được một ngày bội thu. Cả nhà xem video này cảm thấy hay thì để lại cho em Quốc một nút like cũng như một lời đăng ký kênh. Giờ thì mời tất cả cô chú anh chị cùng vào xem clip với em ạ. Lưới rồng đây cô chú anh chị. Lúc này thì bà con quê em cũng kéo tới mặt lưới đỏ ở đây. Nước thì nó êm với nó trong lắm. Đây nè, cô chú anh chị nhìn thấy này, có thể thấy đáy luôn nè. Nước nó trong như gương đó của chú anh chị. Nước trong này thì nhìn nó rõ cá lắm nha. Nãy giờ thì có mấy đàn cá súc nó chạy vòng ở khu vực này luôn cô chú anh chị. Nó cứ chạy ra chạy vào. Cá súc đó thì làm gỏi ăn khá chi là ngon nha. Đây là mặt lưới đỏ của chú anh chị nè. Mặt lưới đỏ này nó khoảng độ tầm 2,5 cm, khoảng 2,5 cm của chú anh chị. Gẹ nữa nè. Gẹ này gẹ ba chấm, ở nhiều nơi gọi là gẹ mặt trăng nha. Kéo cái dàn rồng này vô thì mất khoảng tầm 1 tiếng đến 2 tiếng tùy theo nước. Nước như thế này thì kéo khá chỉ là nhanh, tại vì nó êm. Nhưng mà lượng người hôm nay kéo thì khá là ít cô chú anh chị, chỉ khoảng độ đâu đó 7 người thôi. Dạ. Nước trong này mà có một đàn cá to to thì hy vọng sẽ thấy rõ của chú anh chị. Đây nè. Đau tay chưa anh Gia? Đau tay chưa? Cái đau tay không? Đau nhưng mà cố gắng anh vô hị. Thường là mình kéo lưới là mình dùng ta anh chưa? Không dùng đê. Không dùng đê nữa phải không? Dạ. Dây dùng lưng. À. Cái tà này nó khỏe hơn kéo đè phải không? Thật ra phải không? Cái tà này khỏe hơn xúc phải không? Cái tà này thì kéo lưới thôi chứ còn dây thì kéo đè chứ. Dạ. À. Kéo dây thì người dân sẽ dùng cái đai của chú anh chị. Còn kéo lưới này thì dùng tay nha. Nhưng mà đôi lúc thì dùng đai cũng được. Quấn vào rồi kéo thôi. Cô chú anh chị mà xem yêu thích chủ đề Quốc đang làm thì để lại cho Quốc một nút like kênh và một lượt đăng ký kênh để xem những video tiếp theo với em nha. Nước hôm nay thì cũng khá cạn, ra đến khoảng độ tầm 4-5 mấy gì rồi mà nó mới tới cái đầu gối thôi cô chú anh chị này. Mé nào mà thua thì sẽ điều người ở bên mé bên kia đi xuống mé bên này nha cô chú anh chị. Vận hành một cách trơn tru thì kéo vào mới có cá nha. Lúc này thì trùng chú gai cũng bắt đầu đạp chì ở đây cô chú anh chị. làm trì để cho nó khỏi hở. Những con cá mà nó bơi sát đất á, nó sẽ không thoát ra được. Này, vừa kéo mà vừa đạp của chú anh chị này. Hy vọng có đàn cá nục hay cá sòng gì lớn lớn ngồi kia nha. Một tạ hai tạ cho nó có tiền của chú anh chị. Lượng người quá ít này kéo phải cố gắng cặn lực đó cô chú anh chị. Phải người mà kéo dàn rồng tầm mấy trăm mét thì rất chi là mệt nha. Lúc này thì bà con quê em cũng bắt đầu đuối rồi đây. Hai má bắt đầu căng thì bắt đầu sẽ kéo mạnh tay lại nha cô chú anh chị. Máy nào mà nó thua thì sẽ cho máy đó kéo mạnh lên một chút, máy bên kia sẽ cầm lại để cho hai đầu nó căng thì kéo nó mới dễ hơn nha, với nó đạt cá hơn nữa. Em thì quay chủ đề rồng cũng rất chi là nhiều rồi nên cũng hiểu nhiều cách bủa rồng của bà con ngư dân. Em thì cũng ra trải nghiệm kéo rồng nhiều rồi của chú anh chị. Kéo rồng thì chịu sức bằng eo và bằng hông thì nó cũng đau lắm. Một dàn rồng thì kéo khoảng độ tầm 8 đến 10 người thì nó khỏe hơn. Nhưng mà tiền thì nó chia ít hơn nha cô chú anh chị. Càng ít người thì tiền nó cũng càng nhiều hơn. Ở quê em thì có tục lệ chia tiền là 2 phần của và bắt đầu chia theo đầu phần của chú anh chị. Của là ai có lưới với có thống nha. Nói chung là đồ nghề đó là sẽ được chia thêm 2 phần. Ép lại thì cá nó sợ của chú anh chị nên nó dễ tông và nó thoát ra lắm. Mình phải đang cố gắng mở rộng ra nè. Đó, cá đấu nhảy kìa chú anh chị thấy không? Chưa nhảy ra được nha cô chú anh chị. Cá của chú anh chị. Ê, cá kìa. Đó nó chạy kìa. Đó nó chạy ra vô chú anh chị kìa. Cá chột nó đóng kìa. 5-7 con luôn của chú anh chị. Đây nè, nó đóng đầy luôn nè. chọc nó đóng đầy luôn kìa. Mấy máy kia cũng được 5-7 con luôn kìa. Đó kìa, nó đóng đầy luôn kìa. Trời, trời ơi, này nè. Chú anh chị nè, đóng này, đóng này. Cá kìa cứ đó kìa, nghe một bầy nó chạy ra kìa. Chạy ra chạy vào liên tục của chú anh chị. Rồi, cá bắt đầu nó sẽ nằm hết trong này của chú anh chị nha. Ui, có cái đàn cá gì mà nó đen đen kìa, hình như là cá kìa, đó mình thấy là cá bao la luôn đó của chú anh chị, rất nhiều cá nha. Kìa, bạn chị có một tí cá gì nó đen bên này nè, cá ngát của chú anh chị ơi. Đây nè, cá này, trời ơi. Cá này. Có mày ăn có mó có đồ có mày ăn có mó có đồ. Bán có đồ kìa. Cá nó đen thui luôn của chú anh chị nè. Đi có nữa, có... Loài cá này thì nguy hiểm lắm của chú anh chị. Lát xuống kìm. Cá nhiều lắm của chú anh chị, đủ thứ loài cá luôn. Em thấy cá chọc là nhiều nhất. Nặng lắm của chú anh chị ơi, đây này. Bán lạ, tấm lạ, tấm cái đợt này. Cái đồ con cho họ, cho nó xuống có cái này. Tấm đi qua lên trên này. Xuống ngạt nữa tấm được cái con. Rồi ngạt cái đục cho nó đục đem. Ngắt quá nhiều nên ai cũng sợ của chú anh chị, không dám rờ tay vào nha. Lai thầy nãy giờ mà vẫn chưa khiêng lên nổi của chú anh chị. Cá của chú anh chị này nè. Lâm luôn, nhiều lắm nha. Cá này nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Đây nè. Cá nó đẹp quá mà nước nó cũng không chảy ra nổi luôn cô chú anh chị này. Cá này của chú anh chị đổ ra ở đây, cá chọc này. Đây cá chọc được không? Lẩu này tấm tấm cái này, cái lẩu lên cái lẩu. Nó gánh thì khoác đi. Cá chọc chú anh chị này. Nó gánh thì khoác đi. Cá chọc này thì thường người dân sẽ làm chả. Chả cá chọc này rất là ngon của chú anh chị. Ăn nó chấm với tương á, thì rất là khoái luôn á. Rất ngon luôn. Vì má em cũng thường làm mà. Cái này đây. Lúc đẻ rồi đất này cái hốc to cho nó to. Không không không. Ta chân hốc không. Ngót mà hốc vô cái này. Ngót nó tăng ngọn. Nãy cá này thì ai cũng sợ. Nên nãy giờ lại hay không dám động vào nó, này nó cũng lâu của chú anh chị. Cái cá mà nó không bị cái ngạnh đó thì người dân làm nhanh lắm nha. Cá chọc không là cá chọc của chú anh chị. Rất nhiều cá chọc. Cá ngát thì không muốn nói nữa cô chú anh chị. Cá ngát này. Cá này thì nói chung là không muốn nó có nhưng mà nó rất nhiều nha. Cá này cái sướng này, cá ông lão. Giờ thì chắc anh cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà. Hôm nay thì bà con bủa được cá ngát không? Giờ thì cũng ít người quá nên bà con cũng không bủa nữa. Chắc anh Quốc cũng kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh để xem những video kế tiếp của em ạ. Nhớ tặng cho em Quốc còn được like nữa nha. Bye bye.